Khỏe ơi, Nguyệt Ánh đến rồi nè. Dr. Khỏe. Ủa, hình như có tiếng gì vậy ta? Phải đi tìm cho ra mới được. Ủa, à thì ra rong chân vịt đang ngủ say. Dạ, là chị Nguyệt Ánh hả? Trời sáng bừng hết rồi mà sao em còn ngủ vậy nè? Dạ, tại em ngồi chờ Dr. Khỏe, gió thiêu thiêu, rồi ngủ lúc nào chẳng hay luôn. Ngủ nhiều quá là có nguy cơ béo phì đó nha. Dạ, em không hề đó ạ. Em còn giúp mọi người phòng tránh béo phì cơ mà. Tại hôm nay em mệt nên ngủ dậy hơi trễ xíu thôi. Thiệt không đó? Chuyện này phải nhờ Dr. Khỏe xác minh mới được. Dr. Khỏe về rồi đây. Dạ, em chào chị Nguyệt Ánh ạ. Dr. Khỏe đi đón lá dứa sang để làm món rau câu rong chân vịt nè. Đây là món ăn phòng tránh béo phì mà Nguyệt Ánh định hỏi Dr. Khỏe đây mà. Đúng rồi, bây giờ chúng ta vào bếp nào. Dr. Khỏe sẽ hướng dẫn liền cho. Khoan, phải để cho Nguyệt Ánh xác nhận một lần nữa chứ. Có phải là rong chân vịt giúp cho phòng tránh béo phì không Dr. Khỏe? Đúng vậy, theo nghiên cứu, DHA trong rong chân vịt là axit béo không no, có tác dụng giảm triglycerid máu và cholesterol xấu. Từ đó bộ máu, thận, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim. Chất phytonutrient trong em có tác dụng điều tiết máu lưu thông, tiêu độc, loại bỏ các cặn bã trong cơ thể đó. Vitamin B2 ở rong chân vịt tham gia quá trình oxy hóa cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất của tế bào. Vì vậy, rong chân vịt có tác dụng chống béo phì do kích thích tuyến nội tiết, chất nhầy giúp giảm cảm giác đói. Nghe Dr. Khỏe và rong chân vịt chia sẻ thì Nguyệt Ánh được mở mang kiến thức quá nè. Bây giờ thì rất là háo hức để chờ cho Dr. Khỏe hướng dẫn món ăn quá đi nè. Cho 100 ml nước dừa, 20 g đường thốt nốt, nửa muỗng cà phê muối và 2 cọng lá dứa vào. Nấu tầm 5 đến 7 phút để nước dừa sôi. Rong chân vịt sau khi ngâm rửa sạch sẽ thì cho vào nồi nước thứ hai. Tiếp đến cho tiếp 20 g gừng sợi, nửa muỗng cà phê muối và 2 cọng lá dứa vào nấu. Sau khi nấu sôi được 5 đến 7 phút, tắt bếp và đổ rau câu ra khay, vớt bỏ lá dứa, đợi rau câu nguội, đem bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Khi rau câu đã đông cứng, có thể cắt nhỏ, cho vào ly, thêm đá và chan nước cốt dừa, thưởng thức thôi ạ. Chua choa, nghe hấp dẫn quá đi. Nhưng mà khi mà mình dùng rong chân vịt thì có cần lưu ý điều gì không Dr. Khỏe? Rong chân vịt tuy tốt nhưng không được lạm dụng nha. Nên đa dạng các loại thực phẩm để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Tốt nhất vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có cách dùng rong chân vịt phù hợp với thể trạng, đề phòng tránh béo phì, cần kết hợp dinh dưỡng đủ và vận động hợp lý nha. Quý vị khán giả nhớ ghi chú lại những điều mà Dr. Khỏe chia sẻ nha. Còn bây giờ thì Nguyệt Ánh, Dr. Khỏe cùng các bạn trong khu vườn xin được khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.